Những chiếc xe tự chế với kiểu dáng lạ và mang một phong cách độc đáo đã không còn xa lạ với chúng ta. Thế nhưng mà một chiếc xe có thể đi được cả dưới nước và trên cạn thì quả thực là có một không hai. Mới đây, một nhà thiết kế người Đức đã cho ra đời mẫu xe đặc biệt này với tên gọi Sylander. Đây là loại phương tiện du lịch tiện lợi và hứa hẹn là sẽ mang đến cho các gia đình và nhóm bạn bè những kỳ nghỉ thật là thú vị. Chiếc xe Sylander với thiết kế gọn nhẹ và kiểu dáng khá bắt mắt, trông giống như một thùng xe du lịch. Được trang bị hai chiếc bánh nên Sylander có thể dễ dàng di chuyển trên đường nhờ lực kéo của động cơ xe gắn ở phía trước. Ngoài ra, trong những chuyến đi dã ngoại cùng gia đình hay bạn bè, nó còn được dùng như một căn lều lý tưởng và an toàn. Với thiết kế tiện lợi, Sylander không chỉ di chuyển êm ái trên cạn mà người dùng chỉ cần tháo rời động cơ xe phía trước, nó sẽ biến thành chiếc xe có thể di chuyển trên mặt nước với tốc độ tối đa khoảng 9 km/h nhờ vào một động cơ điện. Đặc biệt hơn, trong chiếc xe Sylander còn có một chiếc ghế độc đáo, người dùng có thể biến nó thành chiếc giường tiện lợi cho việc nghỉ ngơi và thư giãn. Do được làm từ những vật liệu nhẹ và không thấm nước nên trọng lượng của chiếc xe này chỉ khoảng 380 kg. Theo nhà thiết kế Đức, chiếc xe này dự kiến sẽ được bán trên thị trường với mức giá là 24.000 USD, tương đương với gần 500 triệu đồng tiền Việt Nam.